Vâng, em nghĩ ông bên em xin kính chào bà con nhé. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cùng với chú huấn trưởng thôn. Thì từ nãy chú cứ để mình bây giờ nhá, anh chia sẻ một chút. Vào mùa này này, quan trọng nhất là giữ đàn ong. Đấy, giữ đàn ong thì muốn giữ được đàn ong thì mình phải làm như thế nào? Cái đầu tiên thì cứ một tuần hoặc là ít nhất là 5 ngày chú phải kiểm tra một lần. Đấy, coi quân nó có tụt không, và số lượng cái cầu để cho nó đẻ trứng trên cái mặt cầu, có nghĩa là cái cầu mà nó phải đẻ trứng là nó có các thế hệ kế tiếp. Nếu nó tụt quân thì chúng phải rút bớt đi. Nếu nó nhiều mặt quá, ví dụ như cả một cầu mà nó nhiều mặt quá thì chúng lại phải quay bớt đi, để làm sao để cho cái lỗ lăng nó có lỗ trống để con ong nó đẻ. Mà khi chú quay xong thì chú phải bỏ vào giữa để đấy khói xê ra ngoài kia này, đấy. Vậy thì muốn làm được như thế thì mình vào mùa này thường các chú là mới nuôi thì là không biết là hay lao cầu vào, nhưng mà vào cái giai đoạn này không cần thiết phải lao cầu, mà có lao thì chú phải lao cầu trời, không được lao vào trong bên trong, vào lao vào bên trong mà quân nó xương cái là nó hư ong luôn. Đấy, và cái cầu mới là nó không đẻ đâu. Bắt đầu đến giai đoạn này thì may ra ong mới bắt đầu, nếu quay đi thì nó mới bắt đầu đẻ cầu mới. Đấy, tại vì khi nó có nguồn thì nó mới đẻ cầu mới. Và cái thứ ba nữa là sau khi chú quay thì chú phải hỗ trợ cho nó ăn. Kể cả nguồn chú có nhiều thì chú cũng phải hỗ trợ làm sao để cho cái tổ ong nó phát triển được. Đấy. Phát triển được thì nó tổ ong mình cứ nên dễ hiểu một cái, khi tổ ong nó bộc bay là đại đa số là nó bị bệnh hoặc là nó bị trắng cầu. Có nghĩa là nó xảy ra hai cái nguyên nhân, đấy là hai nguyên nhân chính, còn lại cái việc mà thiên địch phá thì là nó mới bốc bay. Đấy, có nghĩa là nó chỉ chủ yếu là hai nguyên nhân chính đàn ong bốc bay, đó là cầu trắng. Trong nó cầu trắng thì một là ong không đẻ, có nghĩa là con tướng không đẻ, hai là bị bệnh. Đấy, thì khi nó trắng cầu, thời tiết đẹp cái là ong nó sẽ bốc bay. Nên là mình muốn giữ được đủ tổ ong thì mình phải phòng bệnh này. Cầu mà nếu quân xưa quá mình phải rút này. Đấy, rồi là nếu nó thiếu phấn nó không đẻ, mình phải cho nó ăn phấn hoa để cho nó đẻ. Nên là những các cái biện pháp này là những các cái biện pháp cơ bản. Đấy, nên là những các cái giai đoạn này thì mình chỉ cần đấy, sau qua cái giai đoạn này ong phát triển lại thì mình lao cầu thay chúa. Đấy, có nghĩa là qua giai đoạn này nha, chỉ còn khoảng tháng nữa thôi, tháng nữa thì qua cái giai đoạn này thì mình có thể là nhân đàn. Đấy, tại vì khi ong nó phát triển mà tổ ong ví dụ 4-5 cầu thì mình có thể là vừa thay chúa vừa tách đàn. Đấy, để mình có cái tổ ong. Đấy, đấy là gọi là phát triển đàn. Đấy, nên là vì vậy muốn mà làm được như thế này thì cái giai đoạn này mình phải giữ được các cái tổ ong. Đấy, và để cho những cái tổ ong nó khỏe thì mình phải chăm sóc nó. Đấy, chứ còn là nếu như cái giai đoạn đến lúc mà cái giai đoạn tách mà nó có hai cầu thì cậu làm sao cậu tách được, đúng không? Ví dụ đến tháng 10 đây mà nó có hai cầu thì cậu làm sao cậu tách được. Đấy, nên là nó phải được ít nhất là ba cầu thì cậu mới tách, ba cầu quân đông. Đấy, thì cậu mới tách một tổ một cầu, một tổ hai cầu. Đấy, sau đó những cái tổ một cầu cậu có thể ghép lại, xong là cậu lao cầu vào thì nó lại lên ba. Đấy là cái cách làm. Đấy, nên là những cái cách làm thì cái giai đoạn này là một trong những cái giai đoạn mà để đến mùa vụ mình có những cái mình nhân đàn. Tại vì bây giờ là thường như bọn anh nuôi ong thì bọn anh sẽ nói là vụ hè thu, chứ không ai nói là vụ này là vụ thu đâu. Nếu như ai nói vụ này vụ thu là nó không đúng đâu. Còn vụ này là vụ hè thu, có nghĩa là chưa vượt được hè. Đấy, con ong vẫn chưa vượt được hè xong, mãi đến 15 tháng 9 dương lịch thì mới gọi là vượt hè. Đấy, chứ còn nhiều các bác vẫn hỏi đó, vậy bây giờ ong của tôi đã vượt được hè chưa? Chắc chắn là chưa. Đấy, tại vì sao, mình chỉ có mô phỏng, mình đoán thôi. Thôi đấy thì mở đấy ra cho con đi thôi, anh chị chọn con ruồi. Ong của chú này phát triển tốt, như thế này là phát triển tốt rồi. Nhưng mà coi nó cái lượng đẻ nó có nhiều hay không thôi, chứ còn chứng tỏ đây là đẻ tốt rồi, đẻ tốt rồi, đẻ đẹp tốt.
nếu như ông để như thế này, đây là cầu ngoài mà năm cầu, mà cái cầu ngoài nó để như thế này là chắc chắn là nguồn phấn sẽ tốt. Nguồn mạch chú, chú mạch cho ăn, chú có cho ăn phấn hoa chưa? Chưa, em chưa cho ăn mà. Chưa cho ăn á. Ông để tốt đấy. Nhưng mà nguồn mạch thì hơi kém. Em đã cho ăn rồi mà. Nó để vậy là nó để đẹp rồi. Để đẹp rồi. Mật tính ra đi là vụ chưa, ong chưa vượt hè mà đi mật đi là nhiều đó. Như cái cầu này này là nếu như mà chú mình nhiều là chú phải quay bớt đi. Quay bớt đi thì nó mới có lỗ đẻ, nó đẻ. Như cái cầu này thậm chí chú phải bỏ ra ngoài, tại vì nó không đẻ mấy đấy. Đấy, như cái cầu này là cậu phải bỏ ra ngoài, cầu này là nó già rồi, nó già bánh cỡ rồi. Thì thậm chí mà nó mà kém quá thì mình có thể là bỏ ra ngoài, rồi thậm chí là rủ bớt đi để cho quân nó tạo nó đông. Ví dụ như quân mà nó không đủ thì chúng phải rủ bớt cái cầu này đi, tại vì cầu này nó già rồi. Già rồi. Bây giờ chúng ta coi cái nguồn phấn như thế nào là được. Nguồn phấn là được đấy này. Nhưng mà cái cầu này cũng là cầu già rồi. Cái nguồn phấn này nó 7-8 vòng này là ong nó được 3 cầu, 5 cầu mà được 3 cầu cầu có nhậu. Thì sắp tới là như thế này là chúng phải rút bớt đi một cầu. Tại vì kiểu gì quân nó cũng tụt. Như này chú đổi luôn, chú cho cái cầu thứ hai, cho cầu thứ hai, cái cầu thứ hai chú nhấc hẳn cầu thứ hai đấy. Nhấc cho vào. Rồi để anh nhỏ này. Xong thì anh sẽ trao đổi với chú thì chú sẽ dễ làm hơn. Đây nhá, như cái cầu này nhá. Sau khoảng một tuần nữa là kiểu gì quân nó tụt, tại vì nó không có thế hệ kế tiếp, tại vì nó có ba cầu có nhọng không. Nên mà mất hai cầu là không có nhọng thì kiểu gì nó cũng tụt quân, tại vì cái số lượng nó nở ra là nó sẽ không mất. Thì sau một tuần nữa thì chú chỉ cần rút cái cầu này ra ngoài vắt ngăn. Đây nhá, cái cầu này. Rồi em hiểu rồi. Rút cái cầu này ra ngoài vẫn ăn, tại vì cầu này anh để là cố tình anh để ra ngoài rồi. Có nghĩa là như cầu này là anh để thì chú rút xong chú đẩy cái ván ngăn này vào. Thì chú rút rủ quân đi, không là lỡ may có tướng nó dính ở cầu này là nó sẽ ra thì nó sẽ mọc bù chú cái cầu, các cái cầu trong. Nên chú phải rủ quân chú để ra ngoài. Đấy là những cái mà biện pháp. Còn như cái cầu mà nó có mặt không ấy, thậm chí cậu quay đi xong cậu để vào sau, có nghĩa là cái cầu ngoài đi xong để cầu thứ hai, cầu thứ ba thì nó sẽ đẻ tốt hơn. Còn cái cầu phấn thì nguyên tắc là cái cầu phấn là mình chỉ cứ được đảo thôi, còn trừ khi là nó quá kém thì mình để ra ngoài xong là bắt đầu cho nó hết phấn đi rồi mình với hoặc là nó còn ít phấn để làm sao để cho có nguồn phấn thì con ong nó mới phát triển được, chứ không có nguồn phấn là con ong nó không bao giờ nó phát triển đâu. Đấy, thì đấy là những cái mà đây, như đây quân vẫn nó còn đông, quân phải là quân vẫn còn đông, nhưng mà ăn đông với cái số lượng quân già thôi, chứ còn là cái thế hệ non là nó không có mấy. Nên là vì vậy nên là những cái mà mình cần phải làm thì nó có mỗi mấy cái thôi, chứ còn không có nhiều cái để mình ấy đâu. Cái thứ hai ba nữa là khi mà cái tổ ong này này mà đến mùa tách đàn là bao giờ nó cũng được 4 cầu đúng không? 4 cầu mình tách đôi ra mỗi một tổ là 2 cầu và thay tướng luôn. 3 cầu chứ đây 6 cầu mà. Đây 6 cầu. 5 cầu. 5 cầu. 5 cầu nhá, 5 cầu thì có phải là chú rút bớt đi một cầu rồi đúng không? Kiểu gì cũng phải rút bớt đi một cầu ấy, thì còn 4 cầu có phải tách đôi ra rồi chú vừa thay chú già luôn. Con chú này là chú già rồi, chú từ năm ngoái anh để cho chú cơ. Đúng rồi. Thì là chú vừa thay chú mà vừa là tách đàn nhân đàn lên thì đương nhiên là nó sẽ vừa thay, ví dụ nó được cả hai con thì ok, mà nó không được cả hai con thì mình ghép nó lại. Mình ghép lại nên là cái việc mà cái nhân đàn hay ta gọi là tách đàn và ghép đàn thì nó rất bình thường, nhưng khi ghép đàn lại bao giờ chú cũng phải làm đồng mùa, đó là nguyên tắc. Còn khi mà thậm chí mà chú cảm thấy mà nó có hai cách, ví dụ như mình lấy không được mình ghép, mà có thể là mình phải thả chú già ra để được sau mình lại thay tiếp, có nghĩa là được một con còn một con thì bữa sau mình lại thay tiếp. Đấy là những cái cách làm để làm sao cho nó hiệu quả nhất thì đàn ong nó với ok được. Chứ còn nếu như mà nhiều khi là nhiều người không
không không không tạo được cái lúc giai đoạn này, mà đến lúc mà vào cái mùa nhân đàn nó có hai cầu đủ quân thì làm sao mình nhân được đàn. Mà đến lúc nhân được đàn thì nó lại qua mẹ cái vụ, mình gọi là nó qua cái vụ phát triển đàn đi rồi, thì làm sao mà chú nhân được đàn, đúng không? Nên là những cái giai đoạn này là mình phải chăm sóc, ví dụ những tổ 4 cầu như thế này, thậm chí là có khi là 3 cầu nhưng mà lúc mình nhân đàn nó là 4 cầu rồi vẫn ok. Đấy, nên là cái quan trọng nhất là cái cần thiết là cái giai đoạn này thôi. Đấy, vậy qua cái giai đoạn này là nó sẽ phát triển tốt ngay. Qua giai đoạn vượt hè. Chứ còn là cái phấn thì nói chung là đây cũng đã có nguồn phấn, thì nhìn là nó 6-7 vòng phấn này là có nguồn phấn. Nhưng mà nếu mà chú mà cho hỗ trợ được nữa là nó sẽ phát triển tốt hơn rất là nhiều. Đây là do chú nha, cái thứ nhất là chú không đảo cầu. Chắc chắn đây là chú không đảo cầu nên là nó mới đẻ có mỗi 3 cầu ở ngoài, còn 2 cầu trong là nó không đẻ. Thì là do chú không đảo cầu, nhưng còn chú mà đảo cầu là nó sẽ ok ngay. Tí nữa thì anh sẽ trao đổi thêm một chút nữa, thì là ong nó sẽ phát triển tốt hơn. Thế còn là như tổ này thì là nói chung là nó là quá ok rồi. Các bác mà theo dõi video của em mà thấy hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo.